Đi. Qua đánh giải bình luận viên á, đâu được thưởng công nào đâu, đã được thưởng công nào. Còn tuần chửi thôi, tuần mở mồm ra là chửi, còn câu voi chết dân, câu voi tự chết dân xong tự chửi mình. Nhiều khi tôi cũng vẫn khá khó hiểu với thao tác của Tuân Gia Đen, không hiểu đang làm gì. Lưu Anh á? Không, Lưu Anh giờ đang ngất rồi. Anh em tìm Lưu Anh thì Lưu Anh bây giờ đang ngất rồi. Nếu như có cái trường hợp mà bằng bình luận viên mà đánh thay, chắc là chỉ có mỗi cái thằng Đạt thôi, là không chín thôi. Hiệp ơi chào chị chưa? Vâng, chào chị Phương BB. Đây có voi, có hươu. Đôi đi. Đôi. Không. Vậy là nó chỉ là một con voi cô đơn. Một con voi cô đơn như cuộc đời của tôi thôi. Cái khe này có lọt được không ta? Không lọt được. À lọt được, lọt được, lọt được, lọt được. Khe vẫn đủ rộng. Thật ra thì chúng ta có thể vâng nói là cái khe đấy đủ khít. Vừa khít con voi. Đấy. Cái chế độ đó là vừa khít anh em ạ. Không, anh có đọc bình luận của khán giả không á? Tùy. Nó đang đánh thì chắc chắn là nó không đọc được. Còn nó đánh xong rồi nó có đọc hay không, đấy là tùy duyên anh em ạ. Ok, bài là vừa tròn. Nếu như không dò thêm đồ ăn thì nó là vừa tròn để có thể kích đời. Còn nếu mà cần thiết thì chúng ta có thể dò thêm một đồ ăn nữa để lấy thêm lực. Cái này là tùy duyên. Long Lê á? Long Lê anh em thử tìm trên fanpage U98 xem nó có quay không. Nhà thì thật ra nhà AC này là có thể bo được nhé. Nó đang đưa về một cái chiều hướng là có thể vẫn khung được nếu mà cơ cấu ngay từ đầu theo kiểu là xây B E trải dài xuống bên dưới tính từ cái mép rừng bên này đấy. Ở trên này thì chúng ta có thể bo được. Đây có 7 hươu đây rồi. Sao lại phải búp? Vâng, có bao nhiêu người xem thì bằng đấy người xem thôi chứ cần gì phải búp. Búp làm cái gì, nó cũng được cái gì đâu. Không giải quyết được cái vấn đề gì với cái mắt xem cả. Với cái kênh Hồng Anh nó là như vậy anh em ạ. BL BM đánh chém trong thời điểm đầu, đánh lạc đà, đánh một vài đơn vị lạc đà trong thời điểm đầu và có lẽ là sẽ vâng đóng thêm nhà BA nếu như thời điểm sau, tránh trường hợp mà bên phía bên kia họ cũng có cái tình huống chuyển cung A. Con Pơ thì chuyển được cung A, con AC thì có cung R thôi. Nhờ con cung A của Pơ thì nó hơi cùi. Và nó chỉ có cái giặt cỗ một cho nên là nhiều khi nó sẽ bị bắn với.
Vâng. Ok. Một BP bánh xe. Vâng, cũng chưa có những cái tên đột biến quá đến từ Per trận thi đấu này. Ôi giời, nhốt ngay con lạc đà bên trong thôi không sao. Này mày vẩy cái e vào đấy xong tí nữa con lạc đà nó lại bị nhốt vào trong đấy đấy. Tao hứa. Rồi. Vâng, tôi cũng chưa thấy cái tên tấn công mạnh đến từ bên phía Cam Quýt đâu. Hiện tại cũng chỉ một lạc đà, một giò gọi là thám thính thôi. Không biết là liệu rằng họ có chuyển công A thật không. Thì cái bài Pơ nó cũng chỉ có cái bài chuyển công A thôi là hết rồi. Chắc là đóng A, vâng, đóng chuyển đánh nhiều cung R thôi. Đây một bài đánh cung R đến từ bên phía Hồng Anh. Đây rồi, cung á này đến nhà luôn đấy này. Rất nhanh. Vâng, hai phù có phù được con nào không? Phù được đơn vị cung A nào không? Chưa phù được con cung A nào để đến từ bên phía Cam Quýt cả. Không phù được luôn này. Nó nhọ. Vâng, nó đen. Nó đen hơn cả cái nước da của Tuân nữa. Ồ. Con phù nó đứng nó vẫy. Ừ, hai bác phủ và hai bác ấy đứng, hai bác ấy vẫy 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 mỏi cả tay và gãy cả cánh tay và không vẫy được. Hát bao nhiêu bài rồi, bolero các kiểu là tuôn ra mầm rồi mà vẫn không vẫy được. Phủ được của hai con cung A tên vừa rồi là tôi nghĩ là thủ tươi đấy chứ. Nhưng mà đen. Cái này chỉ cho cầm quân thôi, cho cầm quân đi đánh nhau thôi chứ còn để mà chơi theo bài đỏ đen thì chắc không bao giờ nó hơn được người ta anh em ạ. Tôi sẽ đi. Quyết bài nó khỏe, nó dí ngay cung A đến tận mặt đây này. Bài này chắc là phải cầm sen thì tôi nghĩ là đánh được chứ còn cầm con AC thì hơi khó. Cũng đi gì đây? Được rồi, bãi quảng người ta bú rồi ông ạ. Đi tìm chỗ khác đi mà ăn. Đây này, bãi vàng này. Con chém một tiết và con cung R một tiết. Vâng, con chém một tiết và con cung R một tiết anh em ạ. Quýt, quýt thôi, xấu hổ quá. Thật ra thì xấu hổ đấy nó cũng không phải, mà quýt đi cho dân nó đỡ khổ. Quýt cho dân nó đỡ khổ thôi. Không ai rồi.